Dì xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là dì đi theo bác Sáu xuống Cần Thơ để lấy dứa gai nha ông bà cô chú. Rồi bây giờ là chuẩn bị đồ ăn sáng để cho mấy chú ăn no để mà đi lấy. Còn hôm nay là dì cũng đi theo để phụ trách cái phần nấu ăn. Cái phần này là hem. Để chút nữa mình nhét vô bánh mì. Chỉ có cái thùng đựng nước đá đũa không? Có bao tay này cha. Đâu rồi, kẹp bao tay nè. Cha ấy ra con sắt đi rồi cha nhét. Này là cái đoạn chả lụa. Cái này bỏ qua một bên thì còn quên có dưa leo nữa. Bánh mì giòn ghê luôn á. Có nước tương không? Có nước tương, muối tiêu, ấy rau ở trong này vừa đầy đủ hết đó nha. Vừa đây chưa trẻ hả? Chưa, đây đây còn trẻ cả. Cái này là phần pate mình bó nhà. Mình ghé đây mình mượn cô cái chỗ để mà chuẩn bị. Rồi chút nữa mình nấu ở đây luôn hay là đi ra ngoài kia cha? Nấu đây luôn ha. Giờ mấy cha con cùng nhau để làm. Còn nữa ngò cha. Ở đây mát mẻ quá. Chết hai ơi. Đây cái phần pate mình bó nhà. Ôi, bánh mì đây bà con ơi. Bánh mì mấy chú ơi, mấy chú muối tiêu, nước tương. Muối tiêu rồi. Đây, muối tiêu đây. Lấy đằng xe chút người ngủ lại lấy rồi. Rồi rồi. Đây, cảm ơn mẹ giúp. Dạ có, dạ có đũa, đũa. Đây 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 đũa nè. Bóc phải có tay để nó không ăn. Ngon ngồi vô. Rồi cứa ổ nào rồi. Mấy ông lấy cái bao tay mà lấy mớ gai của ông đưa vô là cái chuyện. Múc gai với giống bài nào mới lấy xong rồi bắt đầu xuống là quên nữa, sớm giờ quên cái này nữa. Mấy ốc kia không có cái này rồi. Cái này con mới cái sắt ra sao á. Nước tương nước mắm ăn gì đấy. Tôi zin lắm, không có gì hết á. Ai xin. Leo sách ra. Sách đi leo. Dạ 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 dạ. Sách cầu lan hết trận tay cho em nói gì rồi. Ông chết đã bỏ đây hả? Ủa chưa có rau. Để lấy bánh mì nha mấy ông ơi. Chú lấy nào mà chú. Các bạn lấy mì lại đó nghe. Để lấy bánh mì. Này, bánh mì ha. Thôi, có tiền rồi. Bánh mì thì có hả bác Sáu? Còn nào không ăn bánh mì lại đưa tiền cho. Bọc hả? À, nè. Với gần gì không? Kiếm. Với tao bọc đâu đây. Có nhà quê. Xin bảo mẫu ra ngoài cho bà anh bốn anh em ăn. Cái này cũng ăn quá. Cháu đồ quá. Ai không ăn thì na bọc phải không? Vô bọc sách theo. Vô bọc sách theo. Đi đi vô xin chủ nhà đi bọc nó khô. Vô hả? Ừ, ông nào không ăn rồi.
siêu mẫu đó nè, mẫu có học chưa? Chưa. Con ta rồi, hỏi rồi, hỏi rồi. Nhà lấy chưa? Vô đi, vô dọn đi rồi. Rồi mình dọn đi rồi có gì mình xách theo ra ngoài. Ba không tiền, đắt thì có ba có tiền. Ê chết luôn. Ê chết luôn. Bán rồi, sáng gặp anh là bổ. Ngoài cho bạn này có chú sẵn nữa, ăn ngon quá đi không nổi. Ăn nè. Ngon cũng luôn. Dài dài. Nè bà thầy được. Cảm ơn cô. Còn cái bao tay nè. Đây, đây nè. Cái tay bán cho tôi cầm như leo ơi. Bỏ luôn. Đây, cầm thôi. Cầm rồi ha. Cho nó gần con. Cái nói cái tiếng gì quá chết một hồi. Đã bỏ mày không nổi luôn. Nãy giờ có làm bánh mì ổ mày sao mà giờ làm bánh mì gì chưa nghe? Chưa, đầu tiên là làm đó anh ơi. Bữa nay là trai ra tay là bán bánh mì luôn đó. Người ta bán mì, người ta gặp các anh tướng bán bánh mì đường hay là nhậu đó. Đâu hả? Đây tôi đem ngoài nè. Dạ. Ờ, đi đẳng đi. Ờ, để bọc lại đi, cầm thôi. Xích nữa đó. Trời ơi, ông em đây ăn ba ổ liền nè ông ơi. Dạ. Ông cứ nhận thôi vậy. Để ta tôi xách đẳng cho trai. Để ngoài đi. Lần mấy anh mà bán bánh mì mà. Lấy xách đẳng đi. Múc coi chứ bán lát mà bán ăn. Cái mấy anh cầm cái dao mấy anh gạch cái tôi nói. Để ngoài hồi đó thì không có nhận ảnh dưới gai được. Mà mẫu cạn hay lời. Sao mà mẫu sâu lỗ mẫu cạn lời. Vậy chứ mấy ông cầm đúng cái bụi dao chưa được băng nữa. Mấy ông gạch cái mấy ông gạch được vô chào cho anh rồi. Rất nhiều ha. Dạ còn đây một bọc bánh mì nữa. Bữa nay ăn bánh mì trừ cơm luôn. Đem cho một bạn ấy. Mặn quá không phải chắc nó đã đủ mặn. Đi làm giờ. Thì hôm nay á là đi lấy dứa gai ở cái ở đây là thốt nốt phải không chà? Ở thốt nốt Cần Thơ. Cần Thơ bé. Cần Thơ bé. Chưa tới Cần Thơ lớn hả? Chưa. Mới con bé à. Chưa lớn. Sơn. Vậy là sao? Vậy có tôi nha. Ở lần sau mình làm đi lớn. Tiếp rồi. Gặp chưa? À. Sớm giờ anh đi mất tiêu. Đi lo có vụ ghe đó, không có ghe sao chở. Rồi về rồi anh cũng xuống, anh cũng xuống. Gai gai gai. Còn có ổng chiếu một độ bán luôn anh. Trời ơi rồi đó. Sao cái ghe này sao lúc này? Ôi, mắc phải đi đi ghe ra ngoài nữa hả cha? Chưa. Dạ. Ở ngoài lấy gì nữa con rồi ăn? Không rau, không dưa rau. Thịt đem ngoài lát nữa cho mẹ ổng nè. Lấy ra ngoài ăn lạc nhất. Có muối tiêu là bao ngon lắm rồi. Có muối tiêu, sách chai muối tiêu theo bỏ túi. Không, phải tiêu mình chế cho nó không mềm. Có muối tiêu mà. Không có. Chế gọi lại còn gì đó. Nãy không nói sớm. Muối tiêu, nước tương đồ đầy đủ hết luôn. Dạ, chai muối tiêu nè. Phải không? Không phải tại vì tôi nói không có gì vậy. Dạ. Tôi có cầm đó. Mình đi giỏ ra ngoài xa không cha? Gần dạ không, được rồi con đâu có đi đâu. À, chú hỏi cha con hả? Đây mà có dưới mà dãy tay bên này, bó bên này chứ không có bên này. Nó như chỗ nào? Đó khác hơn. Nó lấy cái này mới cũng mừng cho mày. Có phải cộng vô là củ chú tiêu. Ai chưa thấy mình làm đi. Rồi cái bao lên cho. Mấy chú ơi, ai chưa có bánh mì
thích nước tương, ăn nước tương rồi đẩy nước tương vào muối tiêu, đẩy muối tiêu. Muối tiêu hả? Ăn đi, người ai có ổ gì ăn đi. Ôi ơi, có dưa chua chả nữa nè chị. Cái này có sắc rồi nè. Cái này mình để ăn cơm được đó chị, ba chả này nè. Ờ, nên chút nữa mình có là cũng được nữa, có thiếu thì mình lấy cái đó ra mình nhét thêm. Có dưa chua nữa đó. À, mình giờ ăn dưa leo đã. Ăn dưa leo đi. Ồ, bác hai mà lại bác hai đi nữa hả bác hai? Bây giờ làm sẵn hết luôn. Rồi đem theo hết luôn nguyên bọc đi ra ngoài. Mấy chú có đói thì ăn đỡ bánh mì. Tại vì tới trưa mới vô đây ăn cơm. Giờ là lẻ mổ nữa đi chú. Bây giờ là mấy nhà nấu cơm hả? Dạ, con ở đây nấu cơm. Nấu gạo gì vậy? Dạ nấu gạo sóc. Dạ. Hôm qua tôi nhịn đói bữa rồi. Thôi vậy chú. Mày theo xe phải không? Theo xe phải không? Có tô như kia không ăn gạo nhão ăn hay gì như năm bốn rồi chứ không à, dạ. Thì bây giờ mấy chú cũng đã ăn sáng xong hết rồi đó ông bà cô chú ơi, bây giờ mấy chú sẽ xuất phát đi ra ngoài lấy phần dưới gai. Đi lấy là phải vận chuyển là đi bằng ghe ra ngoài. Bây giờ thì viện xã đi theo cha để mà biết cái đường đi ra cái chỗ mà lấy dứa gai á. Tại vì ăn bánh mì này rồi á, xong á là khoảng tới trưa mấy chú lấy xong rồi mới vô ăn cơm. Đó, đây là cái đường đi mát mẻ. Đây có vườn xài, chắc này là làm núm rồi, chắc cục cục kìa cha. Ủa mình đi bộ rồi mấy chú kia đi ghe là riêng nữa hả cha? Đi ghe nữa lồ vô ở bến đẳng. Ôi, ở đây có cù nèo. Ừ. Cái ông nãy nói là cù nèo bông súng nhóc. Cù nèo bông súng thì ăn lẩu mắm là hợp lệ luôn hả cha ơi. Nhưng mà chú Tung vẫn hái thôi, đem theo một bọc rồi. Chú Tung mà có hái theo. Cù nèo này là ăn lẩu là không còn gì mà bằng nữa. À, đi cái ngoài vườn. Cái này là mình đi ra tới chỗ lấy luôn không cha, hay là phải vận chuyển qua nữa? Tới chỗ lấy rồi nó mới thảy xuống ghe. Xuống ghe. Lầu vô trong kia. Làm như bến nãy đó. Tại vì đi xuống ghe thì vận chuyển xuống ghe cho nó nhẹ hơn là mình vác từ đây ra ngoài kia. Cái đường này đi khó vác luôn vậy. Dạ. Chính rồi vác ra đâu có được đâu, cũng mượn cái ghe ông kia đó. Chuyến này xuống cái ghe ông kia ông bán tốt rồi. Giờ phải đi quần kiếm cái ghe khác. Ghe này mướn. Ghe này là hê luôn. Bà cho mướn, còn chuyến trước thì ông kia cho mượn. Cho mượn. Bây giờ phải đi qua một cánh đồng nữa. Đang qua đây thì người ta trồng lúa. Ủa vậy là dưới gai này là mình theo cặp mé sông không hả cha? Nó mọc theo mé sông. Ở đây là lần đầu tiên mà Diền đi theo cha để mà lấy những cây dứa gai nha, về bỏ cho mấy cái phòng thuốc nam á.
Bác Sáu hầu như là tuần nào cũng đi hết trơn. À, không lấy cái này cũng lấy cái khác à. Đợi gọi con nghe chú Tám nói là cũng mới vừa đi lấy cái gì nè cha. Hai bữa nay nè. Không, phải quên, mất tiêu rồi. Có. Chút gai lấy tàu có ảnh. Nè. Bây giờ chú Tư hả cha? Chú Tư đi chạy vòng vòng vỏ. Chạy xuống dưới này nè. Vỏ. Vỏ để lấy thêm hai cục nó nhỏ. Dạ. Tại vì đợt gọi là ở đây là mình lấy hết mớ rồi. Cho nên là còn cũng ít chứ không nhiều. Bây giờ chú Tư phải chạy vòng vòng để mà vỏ thêm để lấy thêm nữa. Bây giờ chia ra làm hai phe, một phe lấy bên đây và một phe lấy bên kia. Chừng nào có rồi. Anh Tư. Chú anh Tư ơi, chừng nào có đói lại bến đẳng lấy bánh mì nha. Đất này không có bọc chia ra rồi. Hay là chú lấy cưa, lấy dao. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lại đằng kia. Xem cái cây dứa gai như thế nào. Hồi đó giờ cũng không biết cây dứa gai nó ra sao luôn nữa. Chứ theo nghĩ là nếu mà nói cây dứa gai là chắc có nghĩa là gai dữ lắm gai đây. Có gai không? Rồi bây giờ là bác Sáu với mấy chú sẽ cùng nhau để lấy cái phần dứa gai. Không. Ở đằng này mình đâu có cái cưa hả? Không, mình cưa tay đi. Cưa tay. Ồ, cây dứa gai này là phải cưa. Bộ chặt không đứt hả bác Sáu? Bự. Bự rồi. Đây nãy giờ mấy chú ở dưới cũng lấy cái phần cây dứa gai lên này nè. Nó cái thân của nó thì nó dài, còn cái này mấy chú chặt ra khúc bớt thôi nè. Trên này là cái phần lá, nói chung là theo gì thấy là cái phần lá của cái dứa gai là nó toàn là gai từ trên tới dưới luôn, gai không. Còn cái này là cái phần rễ hay gì á chê ba chú bác Sáu, đây là rễ hay rễ mà nó cũng có gai nữa nè. Vậy là bữa nay là mình lấy là nếu có rễ cây gì là mình lấy hết luôn. Lá nó gai dữ lắm luôn. Ở trên này thì nó non nè. Cái này mình trị bệnh gì vậy cha? Cái này mình trị bệnh gì vậy? Thôi bác Sáu mày kìa. Bác Sáu. Cái này bệnh gì bác Sáu? Bị trị gan ha. Cái này uống nó không hay là mình có kết hợp cái gì không bác Sáu? Dạ. Cái này là chỉ một phần của trị bệnh gan, như cái dứa gai này mình kết hợp thêm các loại vị thuốc thêm nữa. Nãy giờ ố ông vậy mà chưa đi nữa đó cha. Đây cái lá đây. Cái lá nè. Từ trên tới dưới gai không à. Bởi vậy lấy cái này là phải có bao tay mới được. Không có bao tay là có hơi nào múp gai. Múp gai nó còn gai nữa hả chú? Gai dữ lắm. Ừ. Múp gai á. Con chưa thấy cây mướp gai lần nào hết. Lá gai thôi. Dạ. Còn kia là cái này là chỉ có phần lá thôi, cái phần thân á thì nó không có rai. Mướp gai. Mình gọc hết cái lá rồi mình mới vận chuyển. Ở đằng kia thì có cái máy cưa, còn ở đằng đây thì phải sử dụng cưa tay. Dạ, trời ơi. Nó dướng con. Vận chuyển để đằng kia chút nữa ghe lại đẳng lấy. Đó. Cây của nó nằm rất là dài luôn á ông bà cô chú ơi. Đây nè. Phía bên tay. Đây nè. Cái cây nằm nó đường rễ vậy đó. Nó đường rễ với nhau, chéo bên đây chéo bên kia chứ không phải mà xuôn đuột để mà lấy. Bút kèm nói nè, người giống cây nhà tôi không? Ừ. Thử gì mày thử được. Đây nè, uống nè. Lấy em ba.
nhìn giống lá cây gọn gì. Vậy là gửi gốc đồ lấy hết luôn. Rồi chừng nữa nó mọc lên không bác sáu? Lên. Còn là nó lên. Theo như cái cây này là khoảng bao lâu mình mới lấy bác sáu? Nếu nó bự như vậy nó nằm dạng từ 10 năm đó. 10 năm nó mới được bự như vậy. Ừ. Lâu dữ rồi. Do chắc. Nó bò cái độ dài, còn nếu nó lên thì nó lên dài thì nó bò ra. Dạ. Nhưng mà nó dạng gì cái vị thuốc nó có nhiều ha. Ừ, nó mới đủ tính dược thuốc. Dạ. Còn non nó đâu có đủ. Dạ. Vậy là cái này là nó mọc theo từ bụi. Cái nào nếu mà nó ra là nó sẽ bò dài ra một bụi luôn. Nhảy con ra, nhảy. Dạ. Quá trời cái lá nó gai. Lấy được mấy không? Không. Trời. Có cụ bà khía hả? Có bà khía. Bắt bắt cua biển hả chú Nam? Ủa ở đây nước mặn sao mà có? Ủa vậy hả? Thôi chú Nam thấy bà khía luôn nè. Không được. Gai dữ lắm, gai luôn. Bước xuống không được. Cái này phải mang giày sao chứ mang dép này đi lơ mơ là. Đây con chuyền lên cho chú. Ở đằng kia có cưa máy sướng mà kìa chú Năm ơi. Ở đằng kia cưa máy tè tè chút xíu là không cho nội cho ngoại phải không? Cây mà đi xuống vỏ cây hả? Cái này là cưa hết luôn, lấy từ rễ, gốc, thân, chỉ có cái phần lá là mình không lấy thôi. Nó. Cái này mình chèn từ từ lên. Nó cho đi tới đi lui là cũng hơi đuối vậy. Với mấy cái lá này. Từ từ chú ơi. Bao tay ở trong ấy vậy à, không lấy vô. Chú bao, có bao tay. Chú bao tay con lấy cho. Trời ơi, nãy giờ chú hiền quá. Đây bao tay đây chú ơi. Ôm giác rồi đó. Nó thì bây giờ á là Diền sẽ đi vô trong kia chuẩn bị đồ để nấu cơm nha bà cô chú ơi. Thì ở đây Diền cũng cho ông bà cô xuống xem là thấy cái cây dưới gai nó như thế nào rồi đó. Rồi thôi bây giờ con đi vô chổng nấu cơm nghe bác Sáu. Dạ. Rồi bây giờ mình đi vô chuẩn bị nguyên liệu. Rồi thì nãy giờ chị ở đây chị cũng soạn lặt ba cái rau củ đồ á chú Tám.
Và bây giờ Duyên sẽ soạn đồ ra để mà nấu cơm nha. Cũng có đem nồi chảo đồ theo. Hôm nay thì Duyên sẽ nấu cái lẩu. Hôm nay là ăn lẩu mắm nha. Thì hôm nay là ăn lẩu mắm chủ yếu là rau thôi. Nó thì hôm nay là rộm có là rau muống nè, cù nèo, dưới đây mùng tơi, còn thêm bông điên điển nữa. Dạ có bọc đông bông điên điển trong máng, chắc máng trong chiếc xe của cha á. Thì Duyên có mua núm nè, núm rơm với lại đùi gà củ sả mình nấu cho đỡ ngán hơn là tàu hũ. Chút xíu nữa mình xúc gạo đi vô nhờ cô do nồi cơm để mà mình bắt lên. Với lại Duyên có mua thêm tàu hũ muối á, mình chiên. Có chú nào không ăn lẩu mắm thì ăn tàu hũ muối. Đây có đem củi theo nữa, chai sáo rồi đem củi đồ theo nữa, bếp gà. Ủa chị ở đâu? Ở cồn Ba Hòa chứ. Ủa chị hả? Dạ chị ở trên cồn luôn hả? Ở đây thì nãy giờ có mấy đứa em ở đây ra phụ nữa, phụ để lặt dao. Rồi bây giờ mình sẽ đi do nồi cơm để bắt lên. Dạ. Thì bây giờ Duyên vô nấu cơm luôn nha ông bà cô chú ơi. Thì cô đây cũng cho Duyên mượn cái bếp để mà nấu cơm. Nấu củi, nấu số lượng nhiều thì nó sẽ mau hơn là nấu cái bếp ga này. Phần tàu hũ này mình sắt ra, mình chiên xương lặng chút nữa mình thả vô cái nồi lẩu luôn. Hôm nay thì hôm nay thì mình nấu có cái lẩu mắm với mua thêm mớ tàu hũ nè, mình chiên với tàu hũ muối. Sớm mai á mình chạy đi chợ mua thêm cà với củ cải trắng, mình thả vô thêm cho nó có đồ bổi ăn cho đỡ ngán. Tàu hũ này chiên xương cái cho nó giòn cái à. Tàu hũ này chiên nó phị ghê luôn. Thì bên đây cái nồi cơm Duyên đã nấu cạn rồi, giờ nhắc qua đây để hong cho nó nóng thôi. Còn bên đây thì Duyên sẽ khử cái nồi nước lẩu luôn. Khử gốc củ sả. Cái nồi này nó hơi nghiêng. Để cho sả nó thơm rồi mình cho mắm vô. Bữa nay là làm cái nồi to khổng lồ. Bữa nay cũng hên, ghé được gặp nhà cô nấu nó khỏe. Để chắc ở ngoài nấu vừa gió mà nó khó nấu nữa. Dạ. Sả nó thơm rồi, mình cho mắm vô. Thank you.
mình xào cho một chút cho nó thơm cái mùi mắm lên, rồi cái mình hả cho nước vô. Sẵn tiện đây mình nêm nếm vô đây luôn cho nó mau thấm. Mình nêm nếm vô đây luôn này, cho đường. Nay là mình nấu số lượng nhiều cho nên mình cũng nhắm chừng. Bột ngọt lên. Mắm nó đã mặn rồi, một chút xíu nữa mình nêm nếm đi, rồi có gì mẹ thêm muối sao. Chứ giờ để muối thì nó mặn quá thì lấy ra không có được. Rồi bây giờ chị sẽ cho nước vô luôn. Giờ mình thử cái phần kho quẹt nha. Này mắm mình kho, cháy kho quẹt luôn. Cho gốc củ hành vô mình thử, cho miếng xả. Còn phần xả còn lại chút nữa chị Lon sẽ ướp đậu hũ chiên. Giúp cho em miếng ớt vô chị Lon. Khỏi nhuyễn cũng được nữa. Lên như đây. Rồi được rồi chị. Mình thử cho nó thơm nè. Chị Lon đây là đi làm công ty á. Chủ nhật đi lấy thuốc ngay chủ nhật chị cũng đi theo lận phụ, được cái gì thì phụ. Là chị làm bên xưởng giày hả chị Lon? Tháng gì được chưa cô? Cũng tùy tháng thôi bác ơi. Tháng nào nhiều thì 8 triệu mấy, còn ít thì 6 triệu mấy 7 triệu. Thì theo tăng ca tháng. Có tháng tăng ca nhiều thì nó đỡ. Ở nhà đi mần dạ. Thì mà ở ngoài đồng thì lúc nào nó cũng phải cực hơn trong công ty. Nhưng mà ngoài đồng thì cô được nghỉ thoải mái. Thoải mái. Công ty còn... thì nó gò bó hơn. Dạ. Chỉ ngày được ngày chủ nhật thôi. 4 ngày rồi đó nha, nó ráng nó thơm mà mình cho mắm nha. 4 ngày luôn nó liên tiếp. 3 ngày cứ liên tiếp 3 ngày luôn mới rồi chị cô nhận cho đó. Bột bọc gì đó nó ao công hết chút rồi. Bữa 5 người sắp, bữa sắp được mà làm 3 ngày chút hết nhận cho. Từng tháng mà tới 2 giờ chiều là được ngày nha. Dạ. Ở đây mình bằng gãy hay là làm ruộng cô? Gia đình tôi thì có ruộng mà không có làm gãy mà cho nước mà. Dạ. Còn gãy với con trai thì cũng trồng dưa mà không nha. Dưa leo ha? Dưa leo. Hôm qua bột cọc là 3 ngày đó. 3 ngày đến trước thì nội rồi rồi có nắng đỏ mặt ra cho. Hôm qua mẹ con thì cũng dán nha rồi rồi nắng đỏ. Hôm qua rồi đúng 2 giờ thì ngày. Dạ. Trẻ đi tròn cuộc á, có dạng để mình nghỉ thì em quên đem muối bọt rồi, chị xin muối bọt cô đỡ đi. Mình cũng nêm nếm vô nha bà cô chú, là đường với hạt nêm với bột ngọt. Cái này mắm mặn rồi, không cho muối. Bữa nay vô quậy cô một bữa nha. À, này đời con là tính nấu bền nấu bụi đem là đủ đồ luôn đó. Nồi thao viết đồ đem củi luôn đó. Cái này dầu ít nên mình cho dầu kia. Cái này là kho gì? Dạ cái này là con làm kho quẹt luôn. Kho quẹt á mình chấm rau hay là rau sống đồ đó. Kho sọt nha. Dạ kho sọt á. Dạ. Dạ, bởi vì mình nêm nếm nó hơi hao đường một chút. Dạ. Còn cái nồi lẩu chút nước nó sôi lên thì mình thả đồ vô là được rồi.
Dạ khỏi khử cô ơi. Dạ. Dạ. Cô khử cái núm nó teo. Còn cô thả vô là ăn núm nó không có bị teo mà nó giòn. Dạ. Dạ núm này á thì mình nấu lẩu mắm này nó đưa vô mắm nó đâu có hôi đâu cô. Dạ hao dầu với hao đường. Bóc tay luôn á. Bóc tay đi chị ơi, lát nữa mình còn chiên lại nữa. Chắc giờ này cũng chưa rồi đó. Cái chú chừng nào nó lấy xong rồi mới về ăn cơm à. Tôi có đặng hộ tôi rồi. Dạ. Đi sửa được. Rồi cái đứa coi điện thoại ra mà mình mất tiếng coi. Dạ. Hỏi xong rồi. Con ướp tàu hũ xong rồi bây giờ sẽ chiên. Chiên cái phần tàu hũ trước đi, tàu hũ muối chút nữa mình chiên sau á cho nó giòn. Mình cho củ cải trắng vô trước nha, cho nó chín. Củ cải trắng thì nấu nó càng lâu nó càng ngon. Còn cái phần cà với tàu hũ đồ á thì với nấm chừng nào mà chín hết luôn mình nêm nếm cho vừa hết là mình thả vô là mình nhắc xuống luôn. Tại vì mình ăn lẩu mình còn ăn trên cái bếp nữa. Rồi bây giờ chị Loan bên đó sẽ chiên tàu hũ luôn. Tàu hũ muối xả chiên. Cái phần hành lá này chút nữa thả vô hai nồi mắm. Cô không vô nằm nghỉ đi cô. Bữa nay gặp mấy con lên vui quá, ngồi từ sáng tới giờ luôn. Cái nồi mắm của mình nó cũng sôi dữ lắm rồi. Giờ mình cho cái phần tàu hũ với củ sả vô. Đây là đùi gà củ sả. Đầy nồi luôn. Nấm. Cho cà trái vô luôn. Rồi nó cho nó sôi lên cái là mình nhắc xuống liền. Thì cơm cũng nấu chín rồi đó ông bà cô chú ơi. Thì mấy chú cũng đi lấy thuốc cũng về tới rồi nè. Bây giờ Việt xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với mấy chú luôn nha. Bây giờ là còn một số nữa, còn bác Sáu đồ chưa có về tới. Bây giờ là mấy chú này ăn trước đi, chút nữa bác Sáu về ăn sau. Thì hôm nay thì ăn lẩu mắm với tàu hũ muối xả chiên với tàu hũ muối thêm một mớ mắm mắm kho quẹt nữa. Ngon không em?
Ngon không? Con. Quá ngon phải không? Con thằng tóc tai. Còn nhiều lắm nghe mấy chú ơi. Nói chứ lâu lâu mới có được bữa ngon gì nha anh em. Ăn mạnh mạnh vô đi rồi đi làm tiếp tục. Vậy là còn đi nữa hả chú? Còn đi nữa. Nghe bác hai cho nước thêm đi, dễ nhúng gạo. Thôi rồi, nhiều thôi, còn đem hết thôi. Nóng đúng bài luôn. Đúng bài luôn. Ăn mà gọi thích dặn, đúng bài. Gã có coi chuyện tương tổng rồi. Thì sớm giờ video cũng dài rồi đó ông bà cô chú ơi, giờ thì cũng để cho mấy chú tự nhiên thưởng thức cái món lẩu mắm nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú ở video kỳ sau nha. Bye bye.